Xin trân trọng thông báo với bà con, VDA đã phát hiện ra đầu karaoke tầm trung HiMedia Q100 Pro, giá cực sốc, xem phim tốt và karaoke chất lượng cao. Sản phẩm này được thiết kế chuyên dụng cho karaoke nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đa phương tiện chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất. Thiết kế Metashell sử dụng kim loại làm vật liệu chính, HiMedia Q100 có cấu tạo kết hợp từ khung kim loại phay xước màu đen với màn hình LED ở phía trước. Sử dụng 4 chân đế tròn mang đến sự vững chãi cũng như khả năng chống rung động tối đa, đảm bảo độ bền khi hoạt động của ổ cứng. Cấu hình phần cứng của HiMedia Q100, bộ não của đầu máy là CPU loại tước Cortex A53 xung nhiệt tối đa lên tới 2 GHz, đi kèm với bộ nhớ RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC và Bluetooth 4.0, tất cả được chạy trên nền tảng Android 7.0 tiên tiến. Chất lượng hình ảnh của HiMedia Q100 nhờ sử dụng chipset của HiSilicon, HiMedia Q100 sở hữu bộ vi xử lý hình ảnh ESP với chất lượng hình ảnh tuyệt đỉnh. Đầu ra HDMI 2.0 cho phép xử lý tín hiệu 4K và hỗ trợ giải tương phản động mở rộng HDR 10 bit, cũng như giải màu BT2020 cho màu sắc chân thực, sống động hơn. Hỗ trợ ổ cứng gắn trong lên tới 14T. Khi ổ cứng 3.5 inch SATA 3 được tích hợp phía trong, có thể gắn ổ cứng tối đa 14T, lưu trữ hàng ngàn bài hát karaoke hoặc hàng trăm bộ phim chuẩn Blu-ray siêu nét. Đầu karaoke HiMedia Q100 có hai phiên bản ổ cứng 4T hoặc 6T tùy chọn. Đa dạng cổng kết nối chất lượng cao, một cổng HDMI 2.0 hỗ trợ tối đa hình ảnh 4K, một cổng AV xuất tín hiệu âm thanh hình ảnh analog, một cổng optical và một cổng coaxial xuất âm thanh số, một cổng LAN tốc độ 1GB trên dây, Wi-Fi chuẩn AC, hai cổng USB và một quạt tản nhiệt thông minh. Tính năng karaoke chuyên nghiệp, kho nhạc khổng lồ chất lượng cao, hiển thị ảnh bìa đẹp mắt, chọn bài qua điện thoại, máy tính bảng hoặc màn hình cảm ứng, cập nhật bài hát mới hàng tuần, hát hay không cần đợi tải, hỗ trợ YouTube một cách hoàn hảo, nghe nhạc bằng Music Pro, phát nhạc từ SoundCloud và Mixcloud, bổ sung bài hát mới theo yêu cầu, phần mềm xem phim nghe nhạc chuyên nghiệp, các ứng dụng online khác như là YouTube, FPT Play, Zing MP3 và Clip TV.